bán đâu hả? Em bán à? Em bán sách em á. Mua thì liên hệ em nha. Mua cho em số điện thoại và địa chỉ, em ship tiền tay chị ơi. Ship luôn. Hey. Tôi như con búp bê bằng nhựa, một thứ búp bê thật xinh xắn. Đừng để trong trái tim ngàn một ca khúc buồn vui nhau mong khóc thương mơ mộng. Sáng láng tươi vui như hạt vàng, ngàn búp bê xinh lòng cung kính. Nhìn đời mê đắm như kẹo thơm thơ, lòng như đóa hoa trong ngày đầu xuân. Hương ngây tươi ca dưới nắng hồng, tâm hồn dại khờ chẳng giấu chút gì. Dòng chơi vui tháng ngày dành đời hàng ngàn hàng vạn điều ca. Bốn phía vây quanh tôi nghe dòng cười những búp bê bằng bông lon. Hồn hậu reo mua theo tình ca tôi hát từ những bướm bay bên hoa thơm đồng. Chúng thiên ta trao nhau ân tình, hề hứa dấu yêu dài thiên thu. Bỏ vào tôi đừng, cảm ơn anh Nguyễn Đức Xiêm nha. Ok chế, sáng mai ghé shop xem live stream chế. Ok nhá, Lê Hải Đăng ơi. Sáng mai vào đi, sáng mai vào em sẽ test cái bộ mà anh yêu cầu nhá. Sáng mai được không ạ? Tại vì bây giờ mà cắm dây cắm đồ nó rất là rắc rối luôn, mọi người thông cảm nhá. Cảm ơn anh Nguyễn Đức Xiêm nha. Chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Hello 1300 anh chị nha. Hello 1100 anh chị đang có mặt ở trong live của em nhá. Mọi người ơi, ai đang ở trong live mọi người chấm bài và chia sẻ bài giùm em nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Hello coi cóp nha. Tôi như con búp bê bằng nhựa, một thứ búp bê thật xinh xắn. Đừng để trong trái tim ngàn một ca khúc buồn vui nhau mong khóc thương mơ mộng. Sáng láng tươi vui như hạt ngàn, vạn búp bê xinh lòng cung kính. Hello em yêu Hà Mai nhá. Như kẹo thơm thơm, lòng như đóa hoa trong ngày đầu xuân. Hương ngây như gương trời nắng hồng, tâm hồn dại ngờ chẳng giấu chút gì. Dòng chơi vui ca suốt tháng ngày, dâng đời hàng ngàn hàng vạn điều ca. Hương ngây như gương dưới nắng hồng, tâm hồn dại khờ chẳng giấu chút gì. Cảm ơn chị yêu. Dòng chơi vui ca suốt tháng ngày, dâng đời hàng vạn điều ca. Yeah. Có lúc tôi nghe tim sao buồn và nước mắt âm thầm rơi xuống. Trọn đời ca hát cho tình yêu ai đó, còn tôi tháng năm mãi sao đơn đau. Tôi như con búp bê bằng nhựa, một thứ búp bê thật xinh xắn. Mặt trời trên tóc nhưng lòng sao băng giá, vì sao búp bê thiếu một tình yêu. Hello 1600 anh chị nha. Hello 1700 anh chị đang có mặt ở trong live của em ạ. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ha. Anh chị trong live chấm bài và chia sẻ bài dùm shop mọi người ơi. Bộ hay hơn có nha chị nhá. Có nhiều bộ còn hay hơn nhiều luôn chị ơi. Nói chung là tùy vào số tiền nha chị. Tiền nào của đấy á mọi người ơi. Em đang live bằng bộ H9 nha. Mic này là mic đeo đó mọi người. Mic này em đang sử dụng đây ha. Trời ơi, mic này nhỏ nhưng mà có vỏ nha mọi người ơi. Tuy là nhỏ như thế này, thế mà thu âm thanh thì chẳng khác gì cái mic BM900 này nha mọi người. Mic này đang cực kỳ là hay luôn ha. Anh chị nào thích thì liên hệ nha. Cảm ơn mọi người nha. Anh chị nào trong live chia sẻ bài giùm em. Hello anh cơn đau cuối cùng. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha. Hello tất cả mọi người nha. Anh chị nào ở trong live mọi người chấm bài và chia sẻ bài giùm shop mọi người ơi. Chia sẻ bài giùm em nha. Thích nghe ca khúc nào thì cứ comment em sẽ hát tặng mọi người ơi. Ngày nào em cũng hát livestream á. Có bộ nào ok không chị? Tú My Lê Thị ơi. Lê Thị Tú My ơi. Nói chung là bên chị bộ nào cũng ok hết em ơi. Không thì em bring cái bộ như chị đang xài này nè. Kêu anh Long ra chào khán giả đi. Còn phải vậy nữa không biết chịu à. Hoài Trinh ơi, cho anh cơn đau cuối cùng hỏi thăm sếp em đằng sau em cái. Vâng, anh cứ hỏi thăm sếp em thoải mái đi anh cơn đau cuối cùng ơi. Tặng anh Phạm Luyện hả? Anh ấy có vào không mà tặng. Ok, tặng cho em ca khúc Ngỡ remix nha. Mọi người ơi, quan tâm mic livestream anh em, mọi người liên hệ shop dùm em nha. Cái hello em yêu chuột xì chung nha. Cái bồ này thì nó cũng rất là ok rồi nè. Anh cơn đau cuối cùng ơi, sếp em hỏi thăm anh kìa. Hồi nãy anh có hỏi thăm sếp em thì hết, sếp em cũng vừa mới hỏi thăm anh á, kêu là khi nào mà mic đến anh nhớ nhận dùng shop nha. Cảm ơn anh nha. Ok, cảm ơn mọi người ha. Anh chị nào ở trong live, anh Mai Hải Long bận biểu lắm luôn, không vào chạm mừng. Bộ chị hát là 1.100.000 nha em ơi. Bộ chị đang hát là 1.100.000 nha. Hello Trang Minh Quang nha. Bảo sếp Long chào anh cái kìa, cơn đau cuối cùng. Mic đeo có bán lẻ không? Dạ có chị ơi. Chị Lê Thị Hữu Phúc ơi, em bán mic lẻ nha. Em bán cái mic này lẻ luôn, 350k một cái em bao ship nha. 350k một cái em bao ship chị ơi. Cái mic em đang bán lẻ đây. Cái mic này á, em đảm bảo cam đoan với mọi người luôn. Tuy là nó nhỏ nha, tuy nó nhỏ nhỏ như này nhưng mà nó có vỏ mọi người. Đó, em thu như thế nào là mọi người nghe về y như vậy đó. Cái bộ này nó nhỏ nhưng mà nó không, cái âm thanh của nó không khác gì cái mic BM900 này luôn ạ. Mọi người đảm bảo lấy về là mọi người không thất vọng đâu mọi người ơi. Âm thanh của nó thu không khác gì cái bộ lớn đâu mọi người. Mọi người mang mua về là hát cái là bao phê luôn. Cái bộ mà em đang sử dụng là cái này là bộ H9 nha, Sun Cạc H9, mic này là mic đeo này mọi người. Có nha em ơi, Tú Mi Lê Thị ơi, có bộ BM900 có chứ. Đây, bộ BM900 chị vẫn đang để đây. Bình thường em vẫn live bằng cái này đúng không ạ? Thì tối nay em live em test bằng cái bộ mic này cho mọi người này. Anh chị nào thích cá như gọn nhẹ mà có vỏ là cái này nhá. Cái này nha, cái này là cái vỏ này mọi người. Nhỏ xíu vậy thôi nhưng mà nó thu âm thanh cực kỳ là ok ha. Nó không khác gì cái bộ BM900 này đâu mọi người. Bộ BM900 này 1.300.000 một bộ em bao ship nhá. Còn cái tay phone mà em đang đeo, cái mic mà em đang đeo này là 1.100.000 một bộ em bao ship nha. Nếu mà mọi người mua cái mic này lẻ ra thì nó là 350k một cái em bao ship nha. 350k một cái em bao ship. Anh chị nào thích mua mic BM900 rồi thì anh chị nào mà đã mua mic lớn rồi á, mọi người lâu lâu muốn thay đổi không khí bằng một cái mic nhỏ mà sang chảnh như thế này thì mọi người liên hệ nha. Bên em có bán mic lẻ như thế này luôn. Mic lẻ này thì 350k một cái em bao ship nha. Anh chị nào thích thì liên hệ shop dùm em ha. Đây, ca khúc Ngỡ Hà Mai tặng cho Phạm Luyện hay là gì đó. Hát bài Ngày Em Đi, Ngày Em Ra Đi chứ không có bài Ngày Em Đi anh ơi. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý. Bài đó thì có ha. Chia sẻ bài dùm em nha mọi người ơi. Ok, cho em một bộ BM900 nhé. Cho em một bộ BM900 kìa. Ok sếp, chị bên shop sẽ nhắn tin cho em Tú Mi Lê Thị nha em ơi. Em Tú Mi Lê Thị ơi, em vô thích thì nhắn dùm chị nha. Cho em một bộ BM900. Ok em yêu nhá. Tú Mi Lê Thị ơi, em vô check tin nhắn dùm chị nha. Bộ BM900 giá là 1.300.000 và bộ bao ship nhá. Bộ của chị có xài được mic đó nữa không em? Chị gái họ Nguyễn ơi, chị đang xài bộ gì vậy ạ? Nếu mà chị xài K10 với lại bộ H9 này thì xài ok nhá. Mic này em cũng đang xài bằng bộ H9 này và bộ K10 là ok nha mọi người nha. Nói chung là hai bộ đó là xài cái mic này là ok nhất luôn á. Cái mic này là mic tay đeo như sang chảnh như thế này ha. Anh chị nào thích mà lâu lâu mình thay đổi line đồ á, mình muốn cái gọn nhẹ thì mua cái sang chảnh này nhá. Cực kỳ hay luôn mọi người ơi. Nó thu không khác gì bộ BM900 nhá. Anh chị nào thích cái nào thì ôi, chị gái họ Nguyễn ơi, chị mà xài H9 thì xài cái này ok lắm nè. Cái này em cũng đang xài bằng bộ H9 đây. Em đang xài bằng bộ H9 với cái mic này đây nha. Cái mic này là mic đeo, 350k một cái em bao ship. Cái này nó thu âm thanh không khác gì BM900 này đâu ạ. Cái này nó thu âm thanh cực kỳ không khác gì cái bộ BM900 này nhá. Chẳng qua là nó nhỏ gọn như thế này, nó sang chảnh như thế này thôi mọi người ơi. Nhìn thì rất là đẹp luôn ha, nhưng mà thu âm thanh rất là ok luôn á. Ok chị gái họ Nguyễn ơi, được nhá. Chị xài bộ H9 là xài cái này ok luôn á. Gửi chị một cái hả chị? Chị ơi, chị lấy một cái mic đeo tai này đúng không? 350k một cái nhá. Anh nhắn tin cho chị gái họ Nguyễn lấy một cái thôi nhá. Ok chị yêu nhá. Đây, cái này là đi với mic đi với bộ H9 em đang xài là ok lắm luôn á. Hello em yêu chuột xì chung nhá. Trời ơi, em lên một cái làm chị nhột luôn á. Em lên cái làm chị nhột, chị không dám hát bolero luôn á. Dòng nào chị chơi chứ không thích là mai chị nhắn tin vào Zalo nhé. Ok chị nhắn tin vào Zalo hoặc là không thì chị cứ check tin nhắn cũng được. Trinh ơi, hát bài nỗi lòng của con đi em. Anh cơn đau cuối cùng, công nhận anh ấy sưu tầm ở đâu toàn những cái bài em không biết thôi. Anh ghê. Hey, Hà Mai ơi, bài của em yêu đây. Chị ơi, hỏi sếp có kết nối được hát tốt không? Ồ, ngon lành luôn em ơi. Em Tú My Lê Thị ơi, em mà xài bằng laptop thì còn cái gì nữa em ơi. Xài bằng điện thoại đã ok 10 rồi. Mà em nếu mà em xài bằng laptop nữa thôi ai chơi là em. Xài bằng laptop là rất là ok luôn, lấy nhạc cực kỳ là hay luôn em ơi. Chị gái Hồng Nguyễn ơi, ok nhắn vào. Ok, sếp nhắn tin cho chị Hồng Anh lấy một cái mic tay đeo tai nhá. Có số điện thoại chị ơi, vào trong tin nhắn cho em số điện thoại và địa chỉ chị ơi. Cái mic đeo tai phone này xài H9 nha mọi người, H9 K10 rất là ok luôn. Nó bắt không thua gì bộ mic BM900 em đang xài như thế nào là mọi người xài y như vậy. Mọi người về mọi người nghe âm thanh không phê, em không lấy tiền mọi người luôn. Cái mic riêng, cái mic này là 350k một cái em bao ship nhá. Còn nó đi với cả bộ này thì là 1.300.000 một cái em bao ship ha. À 1.100.000 chứ, sau đây mọi người. Báo xã nhầm BM900 rồi. Trinh ơi, toàn hàng độc à em? Dạ đúng rồi, đây hàng độc nè. Trời ơi, bên em mic toàn là mic độc không à. Mic độc lắm, mic AT100 không còn hàng à em. Trời ơi, còn nhiều lắm, anh mua mấy cái. Anh mua người cũng có đó, chứ đừng có nói là mic. Mic mà AT100 còn đầy. Anh muốn mua mấy cái, bây giờ mua 10 cái, xong em cũng có nữa. Nhưng có điều là nó chỉ số lượng có hạn thôi mọi người ơi. Chỉ còn khoảng tầm 20 cái đổ lại nữa thôi. Thế mọi người mua thì mua nhanh nha. Chứ còn mai mốt em sợ là mọi người lùng mic AT100 cũng không có đâu. Chị Hồng Anh ơi, chị vào check tin nhắn dùm em nha. Mic đeo tai phone này, mic như mic em đang đeo này, mic cực kỳ là xanh chảnh luôn ha. 350k một cái em bao ship nhá. Ok, hát đi chị kìa, các bé Hà Mai nó có rầy em rồi mọi người ơi. Tối nay được hai cái này là em mừng rồi đó. Lại bán người luôn. Chị hát bài miền đất hứa đi, chị ủng hộ chị. Trời ơi, em yêu ơi, ủng hộ chị là chị mừng lắm luôn đấy. Nhưng mà miền đất hứa chị có biết không? Miền cát trắng thì chị biết, miền đất hứa sao chị không biết. Giao cho anh bộ này luôn. Anh Bùi Tin Sinh ơi, anh lấy bộ này á hả? Ủa, anh ấy lấy mic chưa? Lấy rồi hả? Anh Bùi Tin Sinh ơi, anh lấy bộ này hả? Anh lấy bộ H9 với lại cái mic này á hả? Bộ này là H9 với lại cái mic đeo tai này là 1.100.000 nha mọi người. Em nói nghỉ 10 ngày để được lên fan cứng mà chị. Ủa vậy hả? Vậy em nghỉ đi. Chị xin lỗi với em nha, vậy em ngủ đi. Ôi, sorry em Hà Mai, ok. Nhưng sao bài hát anh muốn Trinh hát không độc tí nào thế? Em có biết đâu, anh chọn toàn bài độc không? Em không biết luôn á. Đây, ca khúc Ngỡ remix em Hà Mai ơi. Sorry em nha. Chủ yếu là phải bán hàng nữa đó. Hey, anh Bùi Tiên Sinh ơi, anh lấy thì nhắn tin dùm em với hả? Anh lấy thì cho em số điện thoại và địa chỉ vào cho tin nhắn dùm em nha. Em không thể nhớ anh nhiều, em thấy lòng chợt lén loi, cô đơn cùng với đêm dài, cứ trông theo anh từng ngày. Anh ơi giờ đây em cần một bờ vai em ơi, nhưng không cạnh ai lúc này để em có nơi tựa vào. Em nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong em buồn thế. Em nghe cơn gió đang về như anh gần kề bên em. Em đưa đôi mắt em tìm nhưng không thấy anh ở đây. Em yêu anh có bao giờ nên ngỡ như anh về thôi. Lỡ vô rồi thì chơi cho hết đêm nay hả? Ok luôn. 1.800 anh chị đã có mặt ở trong chương trình của em nha. Bên này 1.600 anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều ạ. Anh chị nào mà mua cái mic livestream này của bên em, mọi người liên hệ shop. Mic đeo tai này nha mọi người, mic đeo tai cực kỳ sang chảnh như thế này, hay lắm chị. Ok, cảm ơn em yêu nhá. Cảm ơn em Hà Mai. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm shop nha. Em bỗng thấy nhớ anh nhiều, em thấy lòng chợt lén loi, cô đơn cùng với đêm dài, cứ trốn theo anh từng ngày. Anh ơi giờ đây em cần. Ok chị yêu cái họ Nguyễn nha, nhưng không cạnh ai lúc này để em có nơi tựa vào. mà sao trong em cuốn về. Em nghe cơn gió đang về như anh gần kề bên em. Em đưa đôi mắt em tìm nhưng không thấy anh ở đây. Em yêu anh quá mà giờ nên ngỡ như anh về thôi. Em nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong em buồn thế. Em nghe cơn gió đang về như anh gần kề bên em. Em đưa đôi mắt em tìm nhưng không thấy anh ở đây. Em yêu anh quá mất rồi nên nhớ như anh về thôi. Thiệt nhớ, giờ này mà không thấy chị hát em buồn chết mất. Có luôn hả? Vậy là ngon rồi. Ok, cảm ơn mọi người nha. Ai mua mic livestream bên em, mọi người liên hệ shop giùm em nha. Hiện tại thì em đang live bằng cái bộ H9 mọi người nhé. H9 mic đeo tai như thế này nha mọi người. H9 mic đeo tai như thế này. 1.100.000 một bộ em bao ship nhá. 1.100.000 một bộ em bao ship. Còn mọi người lấy riêng cái mic mà không này ha. Cái mic tai phone này không thì cái mic đeo tai này không thì 350k một cái em bao ship nha. Nói chung là các anh chị mua bộ lớn rồi thì mọi người sắm thêm cái mic này cũng vẫn ok ha. Tại vì cái mic này lâu lâu mọi người thay đổi cái cho nó sáng sủa cái line của mình thì mọi người lấy cái mic này cũng được ha. Lâu lâu mình thay đổi cái line của mình á, cái này mic nhỏ gọn và sang chảnh ha. Nói chung là cái âm thanh của nó thì nó thu không khác gì cái bộ BM900 đâu mọi người. Nó nhìn nhỏ như này mà nó có vỏ mọi người. Cái mic này nó không thua gì cái mic BM900 lớn ở nhau nha mọi người. Thu vào hát cực kỳ hay luôn, nghe phê lắm chứ không phải là không. Mọi người cứ nghe trực tiếp trên live mọi người biết ha. Tú Mi Lê Thị, chị hát Người Tình Đến đi chị. Sao mà em thích nghe chị hát, hay lắm chị yêu. Ok, em yêu Hà Mai nha. Cảm ơn em yêu rất là nhiều. Tú Mi ơi, bài khác đi em yêu ơi. Sao mà em yêu cầu toàn những bài chị không biết thế giờ trời. Trời ơi, chị muốn hát tặng em lắm luôn đó. Tại vì em ủng hộ mic trên shop đó. Nhưng mà bây giờ em kêu cái bài mà chị không biết thì giờ làm sao đây. Mọi người ơi, chia sẻ bài dùm shop nha. Anh chị nào thích mic livestream bên em, mọi người liên hệ shop dùm em ha. Hàng ngày thì em đều hát livestream trực tiếp trên cửa hàng á, sáng và tối. Mọi người đừng có quên khung giờ vàng của shop nha. Hàng ngày em đều hát livestream trên cửa hàng hết. Anh chị nào thích tìm hiểu về shop thì có thể vào livestream của em giao lưu cùng với shop ha. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Dạo gần đây thì có rất là nhiều những anh chị rình mò vào trong cái livestream của bên shop em để nói chung là nhắn tin cho các anh chị thì các anh chị phải mua hàng bên em thì cực kỳ là sáng suốt và tỉnh táo nhá. Bên em chỉ có hai cái nick chính này thôi ha, một cái là Mai Hải Long và một cái là fanpage, nên là không có bất cứ một nick cá nhân nào bán hàng cho shop hết trơn á. Cho nên là anh chị nào mà mua thì mọi người nhớ check kỹ càng dùm em trước khi nhận mic nha mọi người ơi, chứ không là bên em không chịu trách nhiệm đâu. Cô Tú Mi Lê Thị này thích nhạc bolero, ca khúc Hoa Trinh Nữ. Trời ơi, Hoa Trinh Nữ buồn lắm đấy em ơi, bài đó hơi bị buồn luôn. Nhưng mà thôi, nói chung là biển em thích là được. Em ủng hộ mic livestream bên chị nên là chị sẽ hát tặng em. Mặc dù là bài này nó hơi buồn một tí ha, nhưng mà thôi kệ ha. Chị mà hát bài buồn là kiểu gì mọi người cũng đi. Cho nên là chị xin phép là chị sẽ hát 50% thôi nha em yêu ha. Chị hát 50% nhé. Đó, chưa kịp hát mà thấy nghe Hoa Trinh Nữ cái là đi rồi. Trinh ơi, bến sông chờ đi em. Nếu bài này em không hát được anh bơ Trinh luôn. Trời ơi. Trời ơi. Nhưng mà có biết đâu. Trời, sao cái anh cơn đau cuối cùng ấy. Qua một rừng hoang, gió đuổi theo sáng gió bụi đường trên vai. Hai cây hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kia xa. Hoa đâu dám khoe màu cùng nàng cũng vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng già ly trong vườn. những hoa trinh nữ đẹp tựa truyền tình hai chúng ta. Hello anh Lộc Exeter nha, anh không được làm khó ca sĩ của shop kìa. Cho vừa nhớ về kề đêm mưa, có ông vua trẻ xuất binh trong rừng, dẹp quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân, vua sao xuyên tâm hồn đời nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đèn lùa là đến cho nàng trên ngôi cao 9 tầng hoàng hậu đẹp hơn anh sao. Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi thần tiền, loài hoa không hương không sắc màu, loài hoa biết xem lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không nệm gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất trăng đầy cài then cũng ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương giữa hoa rừng, lòng bàng hoàng nhớ người thương và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về cho giai nhân không đời chỉ một cánh trinh nữ. Em ăn gì hát hay thế? Chua, anh Lập Exeter, anh nghĩ em ăn cái gì ạ? Em cũng ăn cơm như mọi người thôi, chứ em ăn cái gì đâu. Em Tú Mi lên thì em nói là chốt luôn. Viết tặng em một bài em chốt luôn để cho chị số điện thoại và địa chỉ đấy nha. Chốt luôn mà không cho chị số điện thoại và địa chỉ chị buồn lắm á. Cảm ơn em yêu rất nhiều nha. Tặng em yêu một bài, thế là em yêu chốt mic luôn. Cảm ơn em yêu rất là nhiều ha. Tuy là không được hát hay lắm nhưng mà cũng hát. Chị hát nhạc buồn remix hay lắm chị yêu. Trời ơi, cái gì cũng hay hết thì biết hát cái gì bây giờ. Chị Trần Nở Mon Men bà Trinh hát tặng cho kìa. Comment bài ta hát tặng cho. Chị Mát lên rồi, chị Mát lên rồi, đồng bọn lên rồi. Cảm ơn mọi người yêu ha. Chốt ok rồi nhé. Rồi, cảm ơn em Tú Mi Lê Thị nha. Cảm ơn em yêu ủng hộ mic livestream bên chị. Chốt là ngon rồi. Chốt phải có số địa chỉ mới ngon, địa chỉ với lại số điện thoại mới ngon. Chốt xong rồi không thấy đâu hết trơn là buồn lắm á. Rồi cảm ơn mọi người nha. Anh Cơn Đau cuối cùng ơi, Bến Sông Chờ là em không biết rồi đó. Mà hay ghê nha. Nói chung là em biết cũng khá là nhiều bài luôn á. Nói chung hầu như là nhạc những cái bài nhạc mà thông dụng đó là bài nhịp em biết hết trơn á. Nhưng mà cứ mỗi lần anh Cơn Đau cuối cùng anh mới lên á, anh comment bài là hầu như bài nào anh cũng không biết đấy. Kỳ á. Em mà mong muốn là bài em biết em hát cho rồi đi, chứ em đâu có muốn là bài em không biết đâu. Nhưng mà cuối cùng là anh đây nó tàn bài em không biết thôi. Hát anh bài Tàu Anh Qua Núi nghe coi. Trời ơi, anh có bài gì nó khác nữa không? Sao mà anh yêu cầu cái bài tủ của em giải? Ok, Tàu Anh Qua Núi tặng cho anh Lập Exeter. Anh đã nhận mic bên em rồi đúng không ạ? Cảm ơn anh rất là nhiều ha. Cảm ơn anh đã ủng hộ mic livestream bên em. Cảm ơn mọi người nha. Anh chị nào mua mic thì liên hệ shop em mọi người ơi. Cảm ơn em yêu Tú Mi Lê Thị nha. Thế mai em nghe anh hát nhé. Hello Hà Trang, hello Hà Trang nha. Hi là gì? Hi là vui á hả? Cảm ơn mọi người nha. Ai ở trong live mọi người chia sẻ bài dùm em nha mọi người ơi. Mua mic thì liên hệ nha. Chốt anh Mai Hải Long luôn kìa, ghê chưa? Ok, cảm ơn em yêu Tú Mi nha. Tặng bài đi chốt mic luôn, mừng ghê gớm à. ok. Lý dòng Việt Nam theo bánh con tàu quay quá đèo hải vẫn máy bay tình người. Nhớ thương nhau em chờ anh tới là lòng anh mơ tàu quá đôi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn tàu anh đi trong yêu thương chào đón tha thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi. Là thương nhau em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau mấy giây cô rồi là yêu nhau mấy nói cùng treo. Hello chị Lê Thị Diêm nha. Con tàu Việt Nam đi suốt một mùa vui quá đèo hải vớt máy bay tình người. Nhớ thương nhau em chờ anh tới là tàu anh đi vượt qua đôi cao. Trời quê hương trong xanh lời hát. Hello chị Lê Thị Diêm nha. Hello Hà Trang nha. Cảm ơn Hà Trang đã chia sẻ dùm shop ạ. Là thương nhau em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Là yêu nhau mấy nói cùng treo. Cảm ơn anh Lộc Exeter nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Anh chị ơi, ở trong live chia sẻ bài dùm em nha mọi người. Mua mic live stream bên em, mọi người liên hệ shop nha. Hát nhép à kìa. Trời ơi, Hoa Phương kêu em hát nhép mọi người ơi. Chết chết chết. Hoa Phương ơi, cảm ơn chị khen em hát nhép nha. Cảm ơn mọi người nha. Trời ơi, em mà được hát nhép em mừng lắm luôn. Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui quá đèo hải vẫn máy bay tình người. Nhớ thương nhau em chờ anh tới là tàu anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh lời hát biển quê hương du em êm bờ cát đưa chúng ta cùng đi ra bắc hay vào nam là thương nhau em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau mấy giây cô rồi là yêu nhau mấy nói cùng treo là yêu. Thiệt á, hay quá chị yêu, cảm ơn nha, cảm ơn Hà Mai, cảm ơn chị Hằng Dung, cảm ơn anh Kiếp Vũ. Trời ơi, ai mà nói em hát nhép em mừng lắm mọi người ơi. Thiệt, ai mà nói em hát nhép em cảm ơn lắm luôn. Ai mà nói em hát nhép em cảm ơn lắm luôn á, cảm ơn mọi người nha. Anh chị nào ở trong live mọi người chia sẻ bài dùm em, thích ca khúc nào mọi người comment nha. Hiện tại thì em đang live bằng bộ H9 mọi người. Bộ này là bộ H9 nha. Mic này là mic đeo á mọi người. Mic này là mic đeo tai nha. Bộ này thì em đang bán với giá là 1.100.000 một bộ, em bao ship ha. 1.100.000 một. Hôm nay áo đẹp quá em ơi hả? Cảm ơn anh Chức Vũ nha. Hát nhép gì mà như thật vậy chị Trinh hả? Trời ơi, người ta nhép chuyên nghiệp em ơi. Chị mà nhép thì ai nhép lại chị? Chị nhép chuyên nghiệp mà. Cảm ơn anh Chức Vũ nha. Cảm ơn mọi người ha. Anh chị nào ở trong live mọi người chia sẻ bài dùm shop nha. Thích nghe ca khúc nào mọi người comment dùm em. Em bán riêng cái mic này không á là 350k một cái, em bao ship. Còn em đi cả bộ là 1.100.000 một cái, một bộ em bao ship nha. Anh chị nào thích thì liên hệ shop dùm em. Mọi người đừng nhìn thấy nó nhỏ mà mọi người khinh thường nha. Bộ này nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ đó mọi người. Cái mic nhỏ này nó bắt không thua gì cái mic lớn này nha. Chẳng qua là ai nhìn như hoa hậu. Trời ơi, em như mẫu hậu thì có chứ hoa hậu gì. Hoa hậu gì đâu anh ơi. Em hôm nay em nhìn như mẫu hậu nè. Hello anh Phạm Luyện nha. Phạm Luyện hay Phạm Luyến trời. Thì đó mấy bây giờ cứ hỏi là Phạm Luyện hay Phạm Luyến mà không chịu trả lời gì hết trơn á. Cảm ơn mọi người ha. Thích nghe ca khúc nào thì comment dùm em. Hà Mai ơi, em với lại Phạm Luyện đi lạc nhau rồi kìa. Phạm Luyện hay Phạm Luyến trời. Phạm Luyện đi ha. Chắc là Luyện á. Em Hà Mai với lại Phạm Huyền đi lạc nhau rồi, mỗi người trong một cái like là sao? Trời ơi, hôm nay không thèm nhìn nhau nữa hay gì vậy? Mọi người ơi, thích nghe ca khúc nào mọi người comment dùm em sẽ hát tặng nha. Anh chị nào mua mic thì liên hệ shop dùm em nha. Mic này là mic đeo nha mọi người. Mic này cực kỳ sang chảnh nên mic đeo này. Anh chị nào thích thì liên hệ shop dùm em nha. Cái mic này em đang bán với giá nếu mà mic không á là 350k một cái, em bao ship nha. Đi cả bộ thì nó là 1.1 triệu nha. H9 mic đeo nha mọi người. Anh chị thích nghe ca khúc nào thì comment nha. Ở bên kia cứ bị đá ra là sao? Ủa, cái bên trang cá nhân nó nhiều người kêu là bị đá lắm nha. Sao kỳ vậy ta? Ai cũng bị đá hết trơn á. Phạm Luyện mới ở bên đây cứ bị đá bên đây. Đá thì phải tìm lại. Cái trang cá nhân nó toàn bị đá thôi chị mắc. Suốt ngày nói vậy á. Sao lại em không biết? Trần có thấy em hát ở trong trang cá nhân đâu. Eo ơi, anh cơn đau cuối cùng anh em vào trong trang cá nhân của Trần Nở xem Trần Nở hát mà không có bài nào hết. không có bài nào hết trơn. Mọi người ơi, thích nghe ca khúc nào mọi người comment dùm em đi ạ. Anh chị thích nghe ca khúc nào thì cứ comment em sẽ hát tặng nha. Còn ai mua mic cứ mua, mà ai giao lưu cứ giao lưu ha. Anh chị nào muốn mua cái bộ mic mà em đang xài á, mọi người vào gửi tin nhắn lên shop dùm em nha mọi người ơi. Đẹp mà em lại còn hát hay nữa. Trời ơi, chắc giận em rồi chị yêu ơi hả? Hà Mai ơi, em có cần phải tặng bài gì để cho anh ấy hết giận em không? Đẹp gì đâu anh Chức Vũ ơi. Em là mẫu hậu ấy chứ bông hậu gì đâu anh. Người ta là bông hậu chứ còn em chỉ là mẫu hậu thôi. Hello anh Đỗ Như nha. Hello 1200 anh chị có mặt trong live của em nè. Hello Nguyễn Tấn nè. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ha. Anh chị nào ở trong live á, mọi người chia sẻ bài dùm em nha. Thích nghe ca khúc nào thì mọi người cứ hello anh Đỗ Như nha. Thích nghe ca khúc nào mọi người cứ comment em sẽ hát tặng này mọi người. Hà Tĩnh Minh ơi. Hello anh Hưng Trần. Hà Tĩnh Minh ơi hả? Trời ơi, em người Bắc mà bắt em hát nhạc Hà Tĩnh là sao anh? Một hồi nữa em hát nó like từ lưa hột chưa anh à? Ok, cảm ơn mọi người nha. Mua mic livestream bên em, mọi người liên hệ shop dùm em. Bộ em đang hát là chán ổng thiệt hả? Chán bữa giờ rồi, không cho em lên fan cứng là em chán rồi đúng không? Uống vừa nước thôi, không lại sặc đấy em. Trời ơi, quan tâm em quá em sợ. Em phải uống nước em mới có sức hát nha anh ơi. Khô hết cả cổ á mọi người, bán hàng không có sung sướng gì đâu mọi người ạ. Bán lên ngồi xíu là hát tặng mình bài Sai Lầm của anh tặng đến Mai Hà nha. Trời ơi, lại bắt đầu chương trình quà tặng âm nhạc nữa rồi. Cảm ơn mọi người nha. Ok, sai lầm lớn nhất. Sai lầm của anh. Sao lại